thế giới của sự trường cửu, thế giới của hạnh phúc. Hãy đến với Lâm Triệu Vĩ và công ty kim cương Alexei and Company, tọa lạc trên lầu 2, phường xá Phước Lộc Thọ, trong chương trình Khám phá thế giới kim cương và trang sức. Một chương trình truyền hình đặc biệt vô cùng hấp dẫn, được đầu tư tốn kém để quý vị có thể mua sắm và tìm hiểu thêm về kiến thức kim cương. Được trình chiếu mỗi tuần vào tối thứ 6 lúc 8 giờ Cali. Lâm Triệu Vĩ kính mời quý vị đón xem. Một lần nữa, Lâm Triệu Vĩ và Christian xin chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Khám phá thế giới kim cương và trang sức hàng tuần trên hệ thống YouTube Lâm Triệu Vĩ và trên kênh đài truyền hình VBS 57.6. Và mời Christian. Vâng, Christian, rất là cảm ơn quý vị theo dõi Khám phá thế giới kim cương và trang sức vào hàng tuần thứ 6 từ lúc 8 giờ tới 8 giờ 30. Vâng, tại vì mình chiếu trên YouTube thì nó không có cái giờ nhất định, nhưng mà quý vị cứ theo dõi hàng tuần ngày thứ 6. Cho nên một lần nữa rất là cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình. Rất là nhiều quý vị theo dõi trong những cái clip vừa rồi với những cái kiến thức khác nhau. Thì một lần nữa ngày hôm nay Lâm Triệu Vĩ và Christian xin trở lại để chia sẻ đến quý vị những cái chủ đề khác nhau về kim cương. Thì Lâm Triệu Vĩ nghĩ là một trong những cái điều mà rất là nhiều quý vị thích khi mà quý vị đi mua sắm là những cái viên hột xoàn mà có giấy chứng nhận GA. Thì rất là nhiều quý vị đã từng mua hột xoàn có giấy GA qua, và quý vị có rất là nhiều những cái thắc mắc về những cái thông tin, những cái information nằm trên cái tờ giấy này, đúng không? Vâng, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ đi sâu vào để cho quý vị tham khảo nhiều hơn. Thì Christian cũng sẽ hỏi những cái câu mà quý vị cũng muốn biết. Thì biết là GIA, đúng, nhưng mà GIA nó có nhiều loại. Cho nên hôm nay Christian cũng muốn hỏi Lâm Triệu Vĩ, trong cái GIA, giống như là mình nói đến cái nước trước đi, thì nó như thế nào chẳng hạn? Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vô hơn một cái chủ đề. Trong cái một cái tờ giấy GA đây quý vị, chúng ta sẽ có rất là nhiều cái thông tin. Như có chàng vừa nói là mình cũng sẽ nói về cái màu sắc, là cái nước, gọi là cái color. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói về những cái chi tiết đó, mà chúng ta sẽ đi sâu hơn về một cái chi tiết mà rất là nhiều quý vị đã từng nghe qua khi quý vị đi mua sắm kim cương. Có nghĩa là khi người ta giới thiệu đến một viên hột xoàn, người ta hay nói là viên kim cương này nó có 3 cái excellence. Ngày hôm nay Lâm Triệu Vĩ và Quý Trần sẽ cùng đồng hành với quý vị để tìm hiểu thêm cái chi tiết và ý nghĩa của 3 cái excellence là cái gì, đúng không? Đó, vâng. Thì đúng, nếu mà 3 cái excellence thì nó gồm có những gì? Khi mà mình nói tới 3 cái excellence thì quý vị biết là 3 excellence là cái gì. Đầu tiên, như là Quý Trần hỏi, thì chúng ta sẽ nói tới cái excellence đầu tiên, nghĩa là cái cut grade. Cut grade có nghĩa là cái gì? Là cái giá cắt, đúng không? Cut grade, cái dịch tiếng Việt cut, là gì? Cut. Giá cắt. Cho nên là khi mà mình nói tới một cái viên hột xoàn, trong 3 cái excellence đầu tiên chúng ta sẽ nói tới đó chính là cái giá cắt. Và cái kế tiếp chúng ta sẽ nói tới là cái polish. Trong tiếng Việt mình, tiếng polish là cái gì? Cái màu hả? Không, polish là độ mài bóng. Nhưng quý vị, màu là color. Khi mình nói tới độ polish là cái độ mài bóng một cái gì đó, nó gọi là polish. Và kế tiếp chúng ta hãy nói tới cái cuối cùng là symmetry. Symmetry có nghĩa là cái gì? Có nghĩa tiếng Việt mình dịch ra có nghĩa là cái kích thước và cái độ cân đối, đúng không? Symmetry, nghĩa là những cái đó là những cái danh từ tiếng Mỹ mà mình dịch rất là thẳng ra tiếng Việt, nó là như vậy. Thì trong một cái viên hột xoàn chúng ta sẽ có 3 cái excellence, đó là 3 cái chi tiết nằm ở trên cái viên hột xoàn đó. Nếu mà gồm 3 cái giống như nói excellent, nếu mà không excellent thì nghĩ làm sao nữa? Nếu mà một cái viên hột xoàn không có 3 cái excellent nằm trên đó thì chắc chắn cái viên hột xoàn đó đều cũng phải được cắt, là gọi là cái khích nó cũng phải có. Và cái độ mài bóng, chắc chắn một viên hột xoàn nếu mà mình không mài bóng thì nó không thể nào nó ra được viên hột xoàn. Và mình nói tới cái symmetry. Symmetry là cái độ cân đối. Nếu một viên hột xoàn mà người ta không chỉnh sửa nó cho cân đối thì chắc chắn nó cũng không thể nào trở thành một viên hột xoàn để mình đeo được. Cho nên cái 3 excellent đó có hay không có thì cái viên hột xoàn lúc nào khi người ta tạo ra, người ta đào trong cái mỏ ra để người ta gọi là khi người ta mài dũa nó thành một viên hột xoàn, nó bắt buộc đều phải có 3 yếu tố đó. Có nghĩa là cái cut là cái giá cắt, và cái độ mài bóng là cái polish, và cái symmetry là cái độ cân đối của một viên hột xoàn. Vâng, thì bây giờ mình hiểu ra 3 cái excellent nó có nghĩa là như vậy rồi. Đúng rồi. Nếu mà xong 3 cái excellent thì trong cái viên hột xoàn của GIA đó lại còn có gì nữa không? Đúng rồi quý vị, khi mà mình nói tới 3 cái excellent thì rất là nhiều quý vị sẽ đặt một dấu hỏi là tại sao người ta hay giới thiệu 3 cái excellent. Ok, bây giờ khi mà người ta giới thiệu đến 3 cái excellent đó, nó có rất là nhiều cái yếu tố khác nhau. Đầu tiên là mình nói về cái giá cắt. Khi một cái viên hột xoàn mà người ta cắt nó đẹp thì dĩ nhiên quý vị biết là cái độ mà sáng của nó sẽ được chiếu sáng, được rực rỡ, nó được nổi bật hơn. Khi mà mình có cái độ mài bóng, có nghĩa là
là khi người ta mài bóng đó, nghĩa là cái viên hột xoàn khi mà mình đào ra trong cái mỏ đó quý vị, nghĩa là cái bề mặt của nó giống như là một cái miếng kiến mà nó bị trầy trụa, nghĩa là nó không có được bóng lượng. Khi quý vị nhìn vô cái gương mà quý vị thấy một cái gương mà nó không có nó bị trầy nhiều là mình không thấy cái mặt mình trong đó, nó không được sáng ra. Còn khi người ta mài nó để cho nó thật là sáng ra thì chắc chắn quý vị sẽ thấy nó trong trẻo hơn. Rồi kế tiếp mình nói cái độ symmetry, thí dụ như bây giờ người ta cắt cái gương đó thành cái hình vuông, nếu mà người ta không cắt nó vuông vức thì nó hơi bị méo méo, hoặc là người ta cắt cái vòng tròn, nếu mà nó không được mài giũa vòng tròn thì nhìn nó hơi nghiêng nghiêng, thì cái đó là ý nghĩa của ba cái excellence. Cho nên là trong một cái viên hột xoàn đó quý vị, nếu mà mình không có ba yếu tố đó thì chắc chắn cái viên hột xoàn nó cũng vẫn rất là đẹp. Thì bây giờ cái câu hỏi kế tiếp mà Lâm chủ yếu nghĩ rất là nhiều quý vị đang rất là thắc mắc là cái gì? Là vậy thì ba cái excellence này nó có giá trị như thế nào trong một cái viên hột xoàn? Đúng. Bây giờ theo Christian nghĩ chứ nếu mà mình mua một cái viên hột xoàn mà nó không có ba cái excellence đó, như vậy á thì cái viên hột xoàn đó nó không còn giá trị nữa hay sao? Hay là tại sao có nhiều viên hột xoàn mình chỉ nghe người ta giới thiệu tới excellence mà mình không để ý tới những chi tiết khác? Theo như Christian nghĩ á, nếu mà cái viên kim cương mà chưa được mài giũa cũng là một viên kim cương, nó gọi là giống như là một cái viên nó gọi là natural, là lúc đó mình chưa có mài giũa thì nó cũng có một cái giá tiền riêng của nó, phải không? Đúng chứ rồi. Không phải là giống như một viên kim cương bỏ đi đâu. Không, mình nói đây là một cái viên hột xoàn mà nếu mà nó không có ba cái excellence trên đó, thì thí dụ như là mình, thay vì mình không có nghe người ta giới thiệu ba excellence, thì thí dụ như quý vị biết là nếu mà nói về cái giá trị thì nó rất là nhiều cái yếu tố khác nhau trong một cái viên hột xoàn. Như hồi nãy quý Trần hỏi, nói đoạn đầu cho quý vị biết là trong một cái viên hột xoàn như Lâm Chủy đang giữ tờ giấy trên đây nè quý vị, một cái tờ giấy GIA ở trên đây chúng ta có tới mấy chục cái chi tiết khác nhau. Tất cả những cái chi tiết mà mình nghe, mà mình hiểu, nó chỉ là một phần nhỏ để định giá được viên hột xoàn đó. Khi mà mình nói tới excellence đó quý vị, nó có lý do, một trong những cái lý do mà tại sao người ta hay quảng cáo cái excellence đó là bởi vì trong cái viên hột xoàn đó nó có những cái yếu tố khác nó không được đẹp. Mà một trong những yếu tố không được đẹp có nghĩa là cái màu của nó. Có nhiều viên hột xoàn cái màu nước nó rất là thấp. Nước J, nước K, nước L, nước I, I, J, K, L, những cái nước đó nó thấp. Thì khi mà người ta bán những viên hột xoàn đó đó quý vị, người ta hay quảng cáo nó là VVS, có nghĩa là nó sạch hoàn hảo. Nhưng mà người có excellence trong đó, nghĩa là mình nghe xong đó rồi mình quên mất tiêu đi những cái chi tiết khác. Những cái chi tiết khác nó quan trọng hơn những cái này mà mình không để ý tới. Là tại sao? Là bởi vì người ta muốn cái người mua cái viên hột xoàn này chỉ bị ấn tượng với ba cái excellence. Thì bây giờ để mà Lâm Chủ Vĩ diễn tả một cách gọn gàng nhất cho quý vị có thể hiểu được ba excellence nó có giá trị quan trọng trong cái viên hột xoàn như thế nào. Có nghĩa là như thế này: khi quý vị đi mua một căn nhà của quý vị, căn nhà của quý vị ở trong đó cái phòng bếp của quý vị nó chưa được tân trang, cái phòng ngủ chưa được tân trang và cái phòng tắm chưa được tân trang hoàn chỉnh hoàn hảo, thì cái đó chính là ba cái excellence. Khi mà ba cái phòng đó được người ta hoàn chỉnh làm cho đẹp lên thì nó trở thành excellence, có nghĩa là căn nhà đó được hoàn hảo, đúng không? Tuy nhiên khi mà mình có căn nhà đó rồi, mình đi mua căn nhà mà bây giờ căn nhà đó ba cái phòng tắm đó chưa có được hoàn chỉnh hết, mình lúc nào mình làm cũng được. Có nghĩa là viên hột xoàn đó quý vị, khi mà nó chưa được excellence, lúc bất kỳ lúc nào quý vị đưa cho người thợ, người ta cũng có thể cắt nó thành excellent được, người ta cũng có thể mài giũa nó thành excellent được, người ta cũng có thể cắt nó tròn trịa lại thành excellent được. Tuy nhiên cái viên hột xoàn đó 1 carat thì nó chỉ là 1 carat, mà viên hột xoàn đó cái nước nó J, là nước nó thấp, hay nước I, nước L, thì không bao giờ quý vị thay đổi được những cái điều đó. Cho nên là khi mà mua hột xoàn đó quý vị, Lâm Chủ Vĩ không quan tâm tới ba cái excellent bằng những cái yếu tố khác. Cái đầu tiên Lâm Chủ Vĩ quan trọng nhất chính là cái to của viên hột xoàn đó. Khi em đeo lên tay, cái này là mình nói về sở thích riêng của mỗi người. Em thích đeo những cái gì nó to là mình thấy ngay, mắt thường mình thấy ngay lập tức. Bây giờ cái viên hột xoàn nó trắng, mắt thường quý vị thấy ngay lập tức. Đúng. Còn ba cái excellent quý vị có thấy được hay không? Không. Chắc chắn quý vị không bao giờ thấy được. Nhưng khi người ta quảng cáo, người ta bán lên, người ta muốn bán cái sản phẩm đó với một cái gì đó nó bị yếu đi, thì người ta phải tân lên một cái gì đó. Giống như là căn nhà đó nó nằm trong một cái khu không được tốt, thì dĩ nhiên người ta phải quảng cáo là căn nhà này đã được upgrade lên với những cái phòng ngủ, phòng tắm tuyệt đẹp. Nhưng mình quên rằng cái chỗ ở đó mình sẽ không dọn đi được, cái miếng đất đó mình không thể nào mình dời nó đi được, nhưng căn nhà trong đó mình có thể trang trí nó lại theo bất kỳ lúc nào mình muốn, giống như viên hột xoàn cũng vậy thôi. Cho nên là ngày hôm nay Lâm Chủ Vĩ rất là cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Khám Phá Thế Giới Kim Cương và Trang Sức cùng với Lâm Chủ Vĩ và Chris Trần. Hàng tuần Lâm Chủ Vĩ cố gắng chia sẻ những kiến thức nào mà Lâm Chủ Vĩ cảm thấy nó rất là thực tế nhất để quý vị cùng nhau
tham khảo và chia sẻ đến với chúng tôi hàng tuần, đúng không? Vâng. Quý chẳng còn cái gì thắc mắc về cái ba Excellent này nữa không? Thì nói chung thì giống như Lâm Vĩ nói, một cái viên kim cương, ba cái excellent thì nó cũng có quan trọng chứ không phải là không. Nó cũng có cái quan trọng đó, nhưng mà cái quan trọng đó mắt thường mình không thấy được. Đúng. Nhưng mà mình bị trả tiền một cái giá rất là cao. Nhưng mà trừ khi nó là những viên hột xoàn nước D, nước Y, nước F thì nó sẽ hấp dẫn. Như đã nước J, nước K, nước L rồi thì quý vị có nghe ba cái excellent đi nữa. Đối với Lâm Trừ Vĩ, cái này là mình nói riêng về cái suy nghĩ của em. Em cảm thấy nó rất là bình thường, nó chẳng có cái gì đáng để mà mình phải trầm trồ nó. Trừ khi nó là những viên hột xoàn cái nước nó rất là cao, rất là sáng và nó rất là mắc tiền, thì chắc chắn ba cái excellent đó nó sẽ hỗ trợ cho viên hột xoàn đó, nó có giá trị độc đáo và nó giữ cái giá trị nó riêng. Tuy nhiên nếu nó là một viên hột xoàn bình thường, khi mình nghe tới ba excellent, mình đừng bao giờ mình tưởng nó có một cái giá trị gì quá quý hiếm nha quý vị. Không, nhưng mà tiền đây Khuyết Trần cũng có một câu hỏi muốn hỏi. Ok, nếu mà nó có ba cái excellent thì cái giá tiền nó mắc hơn hay là nó cũng vẫn giống đó, như vậy? Nó mắc hơn, tại vì người ta muốn cố ý người ta quảng cáo như vậy để mắc hơn, cho nên Lâm Trừ Vĩ thì em chẳng có khe cái đó. Lâm Trừ Vĩ cảm thấy là cứ mua viên hột xoàn nào cái mắt quý vị nhìn mà nó đẹp, nó to, nó hấp dẫn quý vị thì chắc chắn trong cái khả năng tiền của quý vị thì mình đã thấy nó đẹp. Tuy nhiên nếu mà mình bỏ ra một carat mà mình mua 15-16 ngàn đô la chỉ có một carat thì chắc chắn mình phải lưu ý những chi tiết đó. Nhưng mà nếu bây giờ quý vị đi mua một carat mà quý vị mua chỉ có 3 ngàn, 4 ngàn đô la thì bây giờ dù có 10 cái excellent đi nữa nó cũng chẳng là quan trọng quý vị. Bởi vì sao? Cái viên hột xoàn nó đã đủ đẹp như vậy rồi, với cái giá trị nhẹ nhàng của nó như vậy. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại trong phần 2 với những cái sản phẩm rất là đặc biệt công ty đem đến cho quý vị. Ngay bây giờ xin mời quý vị nhìn lên màn hình. Vâng. Chúng tôi sẽ đến với một món đầu tiên, đó là wow, một cái 5 vòng viên kim cương nha quý vị, một cái vòng. Cái vòng này hôm nay mình nói tới ba cái excellent thì cái vòng này mỗi viên kim cương trên đây đều có ba cái excellent. Không những excellent mà đây là một phải nói 5 viên kim cương mà em nhìn giống như là miếng thủy tinh vậy đó, nó trắng và nó chiếu, nó bởi lộng lẫy như vậy. Những viên hột xoàn này là những viên hột xoàn nước F color VS Clarity, rất là trắng, rất là sáng và nó có ba cái excellent cho mỗi viên hột xoàn này. Vâng. Mà chúng tôi tuyển chọn từng viên đều có giấy GIA. Vâng. Đến với một chiếc vòng 5 viên kim cương GIA có đường kính là 5 ly, 4 ly, 4 cho, ly, mỗi viên. 4 ly cho mỗi viên với nước F VS Clarity. À, quý vị thấy rồi. Và ngay bây giờ Lâm Trừ Vĩ giới thiệu đến quý vị giá là 3.350 đồng, 3.350 đô la, bằng vàng trắng 18 được thiết kế xung quanh hột xoàn baguette nha quý vị. 3.350 đồng cho cái vòng rất là tuyệt đẹp này mà quý vị thấy nó nằm ngay chính giữa, đi một cái bảng rất là to, tiền vàng không nặng gần nửa ao vàng, vàng 18, 3.350 đồng. Và tiếp tục Lâm Trừ Vĩ xin giới thiệu đến quý vị mặt hàng số 2 của chương trình ngày hôm nay, lại là một cái nhẫn hột xoàn GIA mà khi mà quý vị so sánh cái giá của Lâm Trừ Vĩ với bất kỳ nơi đâu bán, quý vị sẽ thấy chúng tôi bán vừa viên hột xoàn vừa cái vỏ. Mà đặc biệt ngày hôm nay đây là mặt hàng số 2, một chiếc nhẫn hột xoàn nước D color nha quý vị. Nước D color, không cần biết nó là cái gì, nghe tới nước D color chắc chắn quý vị đã bất ngờ. Và viên hột xoàn này đường kính là vâng 6 ly 9 cho một viên kim cương của GIA kiểm chứng. Đây là nước D color SI Clarity. Vâng, với một cái viên kim cương 6 ly 9 gần như 7 ly. Đó, cái giá trị của nó. Mà quý vị nói tới một cái nước kim cương là cái nước trắng nhất thì đây là một cái viên kim cương trắng nhất, không còn gì để mà hỏi. Nó là nước đi. Mà gần 7 ly luôn. Gần 7 ly luôn. Đi một cái vòng kim cương bọc xung quanh đó và viền hai đường viền kim cương dọc hai bên. Với 4 cháu để đưa một cái viên kim cương 6 vàng ly 9 này. Luôn. Bằng vàng 18. Trị giá là 15 ngàn đồng. Mà lần nữa, ngày hôm nay đặc biệt để lại cho quý vị chỉ có 8.000 đồng cho chiếc nhẫn này. 8.000 đô la ngày hôm nay thôi quý vị. Chiếc nhẫn kim cương này là 6 ly 8, 6 ly 9. Có nghĩa là nó dưới 7 ly một chút xíu. Và viên hột xoàn này là SI Clarity. Cho dù là SI Clarity đi nữa quý vị ơi, quý vị thấy là mình đeo một viên hột xoàn mà người bạn mình cho là đeo VVS đi nữa đó, người ta không thể nào người ta so sánh được sự khác biệt. Tuy nhiên cái tiền trong túi quý vị bỏ ra, quý vị sẽ thấy sự khác biệt. Lâm Trừ Vĩ thấy người ta bán những viên hột xoàn nước I, nước J thôi mà 7 ly cũng đã là 8-9 ngàn đô la quý vị. Ngày hôm nay viên hột xoàn nước D color 6 ly 9 ngày hôm nay với giá là 8.000 đô la. Luôn cái vỏ hột xoàn được làm bằng vàng 18 và xung quanh là hột xoàn 2 ly nước Y VVS Clarity, 8.000 đô la. Và tiếp tục chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một chiếc đồng hồ Rolex dành cho nam ngày hôm nay. Wow, mời quý vị nhìn ra màn hình ngay bây giờ cho cái đồng hồ này.
Vâng, đây là một đồng hồ Rolex dành cho nam với two tone bằng vàng 18 và stainless steel, với những cái mặt trên cái con số trên đồng hồ này đều là những viên kim cương và vàng 18. Phải nói rồi, đi thêm một cái vòng tròn ở trên cái mặt đồng hồ cũng là một cái viền kim cương với những viên kim cương 2 ly 2 ly 2 trở lên. Cái đồng hồ này ngày hôm nay mình bán 5.650 đồng. 5.650 đồng cho một chiếc đồng hồ Rolex của nam two tone vàng 18 và stainless steel. Tất cả đồng hồ Rolex thì quý vị biết là nó phải là pre-owned, có nghĩa là đã được dùng qua. Những miếng đồng hồ này đã được chúng tôi bảo quản và được certified rất là kỹ lưỡng, và chắc chắn khi quý vị đến với những chiếc đồng hồ Rolex của công ty, quý vị phải nói là mình mua được cái giá nó rất là nhẹ nhàng hơn cái giá original. Nếu ngày hôm nay mình đi ra Rolex thì mình mua cái đồng hồ mới thì dĩ nhiên cái giá nó sẽ là cái giá mới. Tuy nhiên khi mình đeo lên tay của mình, Lâm Chủ Vị thấy những chiếc đồng hồ này với cái giá chỉ có 5.000 mấy trăm đồng mà luôn cái vòng xung quanh là hộp xoàn 2 ly, mặt ở trong cũng những con số cũng là kim cương luôn, và giá là 5.650 đô la. Đó là mặt hàng số 3. Và tiếp tục ngày hôm nay Lâm Trường Vĩ xin giới thiệu đến quý vị mặt hàng số 4. Cái này là số 3 với số 4 là dành cho phái nam ngày hôm nay, cho những cái ngày mà rất là vô cái mùa xuân ha. Hiếm có mà khi có nam mà có hai món liên tiếp với nhau như thế này. Vâng, một chiếc nhẫn nam với một viên kim cương là cái này là giấy chứng nhận của EGL nha quý vị, EGL. Vâng, 1 carat 6 coi như là có đường kính là 7 ly rưỡi cho viên kim cương này. Wow, 7 ly rưỡi, 7 ly 6, 7 ly rưỡi vậy đó quý vị. Mà cái này gần như là 2 carat, nó là 1 carat 6 nha quý vị. Và viên hộp xoàn này là SI Clarity. Và đặc biệt khi mà quý vị nhìn trên màn hình, quý vị thấy cái vỏ hộp xoàn không? Ở đây đi là những viên hộp xoàn 3 ly 6, wow. 3 ly rưỡi, 3 ly 6 mà đi bao nhiêu viên? 12 viên phải không? Nó rất là to. Vâng, đây là một chiếc nhẫn nam mà em phải nói, nếu mà nam nào mà thích đeo những chiếc nhẫn mà phải nói là nhìn vào giống như là quý phái á. Chiếc nhẫn này em phải nói rất là to mà nó đẹp như vậy á. Nghĩa là nó rất đẹp là rực rỡ, nghĩa là nó rạng ngời. Đẹp tại lắm. Vì cái nhẫn rất là to. Quý vị thấy là 3 ly rưỡi mà mình đi 12 viên. Trong khi đó một cái vỏ nhẫn nam, một cái vỏ nhẫn nữ, như khi mình đi 5 viên hộp xoàn mình đã 3 ly rưỡi thôi riêng rồi. Ở đây chúng ta có là 12 viên hộp xoàn 3 ly rưỡi, chính giữa là viên hộp xoàn gần 2 carat. Viên hộp xoàn này có giấy chứng nhận của EGL SI Clarity, và chiếc nhẫn này ngày hôm nay mình gửi đến quý vị giá chỉ có 4.850 đồng. 4.850 đô la. Wow. Đây viết 4.850 đồng đúng không? 4.850 đô la cho cái nhẫn nam này. Tất cả quý vị nào đang theo dõi chương trình, quý vị có thể gọi vào số phone hiện trên màn hình 310-968-0577. Chúng tôi ship hàng đi khắp mọi nơi trên toàn Hoa Kỳ và Canada. Chúng tôi gửi hàng đi có bảo hiểm, quý vị chỉ cần cho Lâm Chủ Vị biết là người nhận hàng và địa chỉ, chúng tôi sẽ ship hàng đi cho quý vị với chữ ký, signature và insurance. Đó là mặt hàng số 5, số 6, số 4. Và bây giờ mời quý vị đến mặt hàng số 5. Mặt hàng số 5 ngày hôm nay. Vâng, với một chiếc lắc tay. Với đây, chiếc lắc tay này rất là hay. Nó làm two tone. Không phải two tone mà em nghĩ là có một hai màu. Quý vị có thể lựa nhiều màu khác nhau. Nhưng mà đây là màu trắng. Màu trắng, với những viên kim cương 3 ly mà 14 viên kim cương đi kiểu mà kéo ra kéo vô. Cho nên chiếc lắc tay này nó hay cái là mình không có cần cái size nào mình đeo cũng được hết. Là vì nó có hai cái sợi dây mình kéo ra kéo vô với 14 viên kim cương 3 ly. Hôm nay để cho quý vị một cái giá đặc biệt chỉ có 1.600 đồng. Bây giờ chiếc lắc tay này. Bây giờ mình chỉ cần tính đây là mình tổng cộng có bao nhiêu viên? 14 viên. Thôi bây giờ Lâm Chủ Ý để cho quý vị cái này là 1.450 đồng. 1.450 đồng thì bây giờ mỗi viên hộp xoàn này quý vị, tiền vàng của cái lắc tay này đó quý vị là hết gần 650 đô la. Thì bây giờ mình lấy là 1.450 đồng, mình trừ đi 650 đồng, mình còn lại có 650 đồng phải không? 1.450 đồng mình trừ đi 650 đồng thì mình còn lại 800, mà chia cho 14 viên hả? 14 viên chỉ còn có 50 mấy đồng cho một viên hộp xoàn 3 ly thôi nha quý vị. Chỉ có 50 mấy đồng thôi. Đây là một cái sợi dây lắc tay rất là đẹp quý vị. Hiếm khi Lâm Chủ Ý làm lên những sợi dây lắc tay mà cái kiểu mà kéo ra kéo vô như vậy. Cái này nó adjustable, có nghĩa là cái tay mình mập hay ốm mình đều đeo được hết. Cổ tay ngắn hay to hay nhỏ đều có thể đeo được. Đúng. Mà đặc biệt cái nguyên cái lắc tay này mình lựa là 14 viên hộp xoàn xuất sắc luôn nha quý vị. 14 viên hộp xoàn rất là tuyệt vời. Quý vị có thể lựa màu vàng, màu trắng và màu hồng. Đó. Có 3 màu. 3 màu. Và tiếp tục lửa. Vâng, Lâm Trường Vĩ xin gửi đến quý vị mặt hàng số 7 sẽ là một cái nhẫn hộp xoàn GIA ngày hôm nay. Tất cả chương trình chúng tôi sẽ đem lên cho quý vị rất là nhiều hộp xoàn GIA hàng tuần, mà bảo đảm quý vị cái giá cả chúng tôi quý vị sẽ không thể nào mà so sánh được. Cái đây là cái số số mấy đây?
Đây số 7, số 6 là một cái nhẫn GA màu vàng thiên nhiên. Ok, chúng tôi sẽ nói về những cái chủ đề hột xoàn vàng, hột xoàn xanh, hột xoàn nâu, hột xoàn pink trong những cái chủ đề kế tiếp. Nhưng mà ngày hôm nay Lâm chuẩn bị đem đến cho quý vị một viên hột xoàn màu vàng thiên nhiên, nó gọi là yellow, với một viên hột xoàn được GA chứng nhận nặng trên 1.5 carat. Wow, mà cái vỏ hột xoàn được thiết kế đi 2-3 tầng hột xoàn, mà cái viên hột xoàn này cái giá cắt là Cushion cut, đúng không? Wow, cái nhẫn đẹp lắm quý vị, cái màu vàng mà trong suốt hả? Vâng, với một cái màu vàng mà em phải nói một cái vào màu vàng này nó chiếu giống như những con đom đóm vậy đó, nó rực rỡ như vậy trong một cái màu vàng, và đi tới hai viền vòng kim cương bọc xung quanh cái viên kim cương này, và hai bên lại có bốn viên kim cương kiểu marquee cut, và hai viên kim cương hình vuông và hai viên kim cương tròn, và dọc hai bên đó lại là hai đường viền kim cương nhận theo kiểu pave nhuyễn đó. Và không những vậy, phía trước phía sau mình đều thấy được hết. Đây là một cái kiểu gọi là tùy đi cho chiếc nhẫn độc đáo mà giá màu vàng này. Nãy mình chưa nói giá cái nhẫn này đó quý vị, ít nhất trị giá của nó là phải 12.500 đồng. Ngày hôm nay chúng ta đặc biệt on sale chỉ còn 6.450 đồng. 12.500 đô la nha quý vị. Ngày hôm nay chỉ còn 6.450 đồng, 6.450 đô la nha. Đây là một cái nhẫn kim cương mà quý vị nhìn cái vỏ hột xoàn, cái vỏ này được custom design rất là đặc biệt quý vị, một viên hột xoàn cushion cut, và ngay bây giờ giá là 6.450 đồng. Và tiếp tục Lâm Chủ Vĩ xin giới thiệu đến quý vị hai món hàng cuối cùng. Đây là món hàng số 7, sẽ là một cái nhẫn kim cương 5 ly 7 nước D color nha quý vị, nước D color VS clarity. Cái viên hột xoàn này được thiết kế trong một cái vỏ được làm bằng, wow, cái vỏ này là được làm bằng platinum rất là tuyệt vời nha quý vị. Vàng 18 được thiết kế rất là đơn giản với bốn chấu đưa lên cao, và cái viên hột xoàn mà nước đi color như thế này mà 5 ly 7, quý vị biết là một viên hột xoàn gần 6 ly ít nhất quý vị mua cái viên hột xoàn này cũng phải gần 4.000 đô la. Cách đây khoảng gần mười mấy năm về trước đó quý vị, đi mua một viên hột xoàn mà 5 ly 7 mà GIA chắc chắn quý vị mua cũng phải gần 4.000 mấy 5.000 đô. Ngày hôm nay Lâm Chủy bán trọn vẹn cái nhẫn này trong một cái vỏ thiết kế rất là đơn giản kiểu của Italy, bốn chấu đưa lên cao, chỉ còn 2.750 đồng. 2.750 đồng nha quý vị, 2.750 đồng. Đây sẽ là một cái nhẫn làm quà đám cưới, hoặc là quý vị nào mà muốn đeo một cái nhẫn hột xoàn thật là tuyệt vời với cái đường kính là 5 ly 7, chắc chắn quý vị sẽ không bỏ qua cho chiếc nhẫn này với cái giá chỉ có 2.750 đồng. Và cuối cùng xin giới thiệu đến quý vị một sợi dây lắc tay. Đây là một sợi dây lắc tay hột xoàn. Wow, bao nhiêu viên hột xoàn đây ha, tổng cộng có đây, như có sẵn đây rồi, 25 viên hột xoàn nha quý vị. 25 viên hột xoàn mà quý vị nhìn lên cái chấu này, đây là một cái chấu thiết kế rất là tuyệt vời. Bốn chấu đưa lên cao, đi thành một cái hình vuông. Mỗi viên hột xoàn này đó quý vị, cái viên cũng khoảng từ 4 ly, khoảng đâu khoảng chừng 4 ly, và có những cái viên hột xoàn to hơn đây là khoảng gần 5 ly. Đó, nghĩa là từ 3 ly 9, 4 ly đến 5 ly luôn quý vị. Có những viên to nằm chính giữa là 5 ly. Nguyên cái lắc tay này 25 viên hột xoàn, bây giờ mình chỉ tính trung bình thôi quý vị. Trung bình thôi là 400 đô la đến 300 đồng một viên thôi. Bây giờ 300 viên thôi, thì bây giờ 25 viên là quý vị thấy bao nhiêu tiền rồi. 25 viên là hết gần 7.000 mấy 8.000 rồi quý vị, 8.000 đồng, chưa cộng tiền vàng thêm 1.500 nữa. Đây là nặng hơn nửa lượng vàng nha quý vị. Thì cái lắc tay này ít nhất cũng gần 10.000 đô la cho những cái lắc tay mà 4 ly đến 5 ly như vậy. Ở trong đây mình có một cái hộp 5 ly đó ha, 4 ly 8, 5 ly gì đó. Tổng cộng là 25 viên ngay hôm nay chỉ còn 5.350 đồng, 5.350 đô la cho một cái sợi dây lắc tay rất là đặc biệt mà nhìn nó rất là to quý vị. Cái lắc tay này ai nhìn vô cũng tưởng quý vị đang đeo cái lắc tay 5 ly. Thì ngay bây giờ Lâm chuẩn bị recap lại 7-8 món hàng. Món hàng đầu tiên sẽ là một cái vòng 5 hộp, mỗi viên hột xoàn là 4 ly của GIA và chỉ có 3.350 đồng. 5 viên hột xoàn 4 ly 3.350 đồng. Mặt hàng số 2 là một cái nhẫn GIA mà 6 ly 9 luôn quý vị. Cái nhẫn này ngày hôm nay Lâm chuẩn bị đặc biệt discount cho quý vị luôn đi quý vị. Cái này chỉ còn 7.950 đồng nha quý vị, 7.950 đồng mặt hàng số 2, 6 ly 9 nước D color. Mặt hàng số 3 là một cái đồng hồ Rolex dành cho nam, đồng hồ Rolex, mặt đồng hồ là khoảng 38mm đó, nạm hột xoàn xung quanh two-tone, 5.650 đồng. Mặt hàng số 4 là một cái nhẫn nam 1 carat 6, 7 ly rưỡi, 4.850 đồng. Mặt hàng số 5 là một sợi dây lắc tay 3 ly mà đi 14 viên kiểu kéo ra kéo vào, 1.450 đô la. Mặt hàng số 6 là một cái nhẫn GIA cũng được GIA chứng nhận màu vàng thiên nhiên, 12.000 đồng, chỉ còn 6.450 đồng, nặng hơn 1.5 carat. Mặt hàng số 7 là một cái nhẫn GIA nước D color 5 ly 7 mà chỉ có 2.750 đồng. Mặt hàng cuối cùng
sẽ là một sợi dây lắc tay 4 ly đến 4 đến 5 ly và chỉ có 5.350 đồng sợi dây lắc tay số 8, quá tuyệt vời. Lâm Trường Vĩ và Quý Trần một lần nữa cảm ơn quý vị hàng tuần. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ 6 tuần sau. Chúc quý vị một buổi tối thật là an lành và nhiều hạnh phúc. Mỗi tuần Lâm Trường Vĩ cùng với Quý Trần sẽ chia sẻ rất là nhiều kiến thức về trang sức khác nhau. Tuần tới mình sẽ nói về những cái chủ đề hột sần màu, hột sần xanh, hột sần vàng, hay là những cái chủ đề về kim cương, đá màu, emerald, ruby. Xin hẹn gặp lại tuần sau và mời Quý Trần. Vâng, một lần nữa Quý Trần rất là cảm ơn quý vị theo dõi Khám phá thế giới kim cương và trang sức, và hàng tuần chúc quý vị cùng gia đình một buổi tối và weekend tuyệt vời. Hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào tạm biệt.